Vâng, sau quá trình chú hát thử thấy con vang K18 rất là hay, chú đã lấy cho mình về cho bác gái ở nhà hát để làm ca sĩ để cho trẻ lại tuổi thanh xuân ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 2 triệu rưỡi này. Đây vang của chú đây ạ. K18 mang hiệu WeWood ạ, đây là hàng của Mỹ. Đó, bên cháu đã tặng kèm dây rắc đầy đủ hết rồi ạ. Nó có chức năng chống hú, chúng ngồi cạnh này có thể hú. Vâng, có bác khách, bác tên là gì bác nhỉ? À, bác tên là gì nhỉ? Tôi là Bình Bình, Lê Bình. À, vâng, bác Bình. Vâng, bác ở đâu vậy bác? Ở Việt Hòa, Khoai Châu. À, Khoai Châu Hưng Yên ạ. Vâng, bác đến trực tiếp lên cao đâu. À, mua cho mình một cái vang K18 Rex và một cái lâm tiếng và bên em đang test cho bác ấy ạ. Vâng. Một cái đẩy JBL PA500 đẩy 2 cây. Vâng, bác lấy thêm một đô la Pioneer F75 ạ. Và đồ đạc Pioneer F75 rất hay ạ. Vâng, và một cái vang K18X và một lâm tiếng JB600 ạ. Và một cái đẩy JBL PA500 đẩy 2 kênh. Em đi bỏ lại tôi. Lấy cho mình một bộ cấu hình cực kỳ đẹp và đồ đạp Pioneer 1,5 triệu, một cái đẩy hai kênh JBL 4,5 triệu, 9 triệu bằng tầm hơn 12 triệu một tí đấy ạ. Và bên em đang phối ghép đôi đạp Pioneer F75 bộ cấu hình cực kỳ là chất giá hợp lý ạ. Và bác Bình đang theo dõi và đang trải nghiệm thực tế luôn ạ. Rất hay. Alo, alo, mà đây ba buổi lắm. Vâng, bác trải nghiệm luôn vang K18 đấy ạ. Vâng, bác nó quay rồi. Hay lắm đây. Vâng, bác trải nghiệm luôn. À, nhớ về Hội Liên với một cái bộ dàn mà bác đã tham khảo và bác đã tới cho mình qua kênh YouTube Chica Audio ạ. Đang viêm họng tháng này rồi. À, đẹp, vâng, bác đang viêm họng. Vành cung nghiêng nghiêng, cong cong cánh vượn em tên Nguyễn Trần. Chiếc non đi bà hải tâm, em đi em cầm chui tay đón ngày đó.
tội mãi trong ngân phân hồng trái gái trao đến hát mừng anh đến hỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.